Theo cáo trạng, tháng 7 năm 2010, Thủ tướng ban hành quyết định 48 về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa, cụ thể hỗ trợ chi phí nhiên liệu đi, về của các tàu tối đa 4 chuyến đi biển một tàu một năm. Trên mỗi tàu đều được gắn máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa, có tích hợp thiết bị vệ tinh VS-1700, phục vụ việc xác định vị trí tàu hoạt động trên biển, truyền thông tin từ tàu về bờ. Lợi dụng chính sách này, năm 2019, một số ngư dân tại huyện Duy Xuyên không thực hiện việc đánh bắt xa bờ, nhưng đã tháo máy VX-1700 gửi cho các chủ tàu có đi đánh bắt, là ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Thanh Quang và Trần Văn Ước, mang đến những vùng biển được nhà nước quy định hỗ trợ, hợp thức hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhiên liệu. Mỗi chuyến trên một lần gửi máy, các chủ tàu trả cho 3 người trên 10 đến 12,5 triệu đồng, mỗi hồ sơ thanh toán tiền hỗ trợ các chủ tàu hưởng 75 đến 100 triệu đồng. Bằng phương thức trên, các chủ tàu cá cùng với 3 người này đã chiếm đoạt của nhà nước hơn 2,7 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ. Hội đồng xét xử tuyên phạt A 10 năm tù, Quang 9 năm tù, Ước 8 năm tù, Lê Văn Sau 8 năm tù, Phạm Thị Cúc 9 năm tù, 13 người khác bị tuyên mức án từ 24 đến 42 tháng tù, một người cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.